Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Quỳnh Anh và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình ngữ văn lớp 10 học kỳ 2 với bài học tính chuẩn xác và tính hấp dẫn trong văn bản thuyết minh. Đối với bài học này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu như thế nào là tính chuẩn xác trong một văn bản thuyết minh, đồng thời hỗ trợ cho tính chuẩn xác sẽ là tính hấp dẫn trong văn bản thuyết minh. Và bây giờ hãy cùng với cô tìm hiểu nội dung đầu tiên, tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh. Thế thì ở đây cô có một câu hỏi đặt ra cho các em, chuẩn xác là gì? Chiết tự rất đơn giản, chuẩn có nghĩa là chuẩn mực, xác có nghĩa là chính xác. Như vậy, chuẩn xác có nghĩa là phải làm sao cho nội dung đó chuẩn mực và chính xác. Trong một văn bản thuyết minh, khi các em đảm bảo tính chuẩn xác, khi đó văn bản các em viết ra sẽ đảm bảo tính khách quan, khoa học. Và đối với một văn bản thuyết minh, khi các em cung cấp một lượng kiến thức, các em cung cấp cho người đọc một tri thức, một thông tin về một vấn đề, một sự việc, một sự vật nào đó, các em luôn phải quan tâm đến yếu tố chính xác. Bởi vì các em đang cung cấp kiến thức cho người khác thì các em luôn phải đảm bảo điều đấy. Và rõ ràng trong văn bản thuyết minh, tính chuẩn xác là điều kiện tiên quyết và là một yếu tố quan trọng nhất của một văn bản thuyết minh. Vậy làm thế nào để chúng ta đảm bảo được tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh? Cô lấy một ví dụ rất đơn giản. Các em có một đề bài hãy thuyết minh về tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo. Như vậy, đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu một cách thấu đáo về tác phẩm này. Sau đó, chúng ta phải thu thập những tài liệu tham khảo, đặc biệt là phải có những tài liệu có cái tính chuẩn xác cao, đồng thời là phải có cái tính giá trị. Tác phẩm, cái tài liệu chúng ta thu thập càng có cái thời gian lâu dài, càng có cái tỷ lệ thuyết phục, thì như vậy văn thuyết minh chúng ta làm ra nó mới đảm bảo được cái tính chuẩn xác cao. Thứ ba, chúng ta cần lưu ý đến năm xuất bản của tài liệu chúng ta thu thập. Như vậy chúng ta đã hiểu tính chuẩn xác là gì rồi đúng không các em? Và chúng ta biết cách làm thế nào để văn bản thuyết minh của chúng ta đạt được tính chuẩn xác. Nhưng ở đây chúng ta còn một yếu tố nữa, đó là tính hấp dẫn. Bởi vì sao? Một vấn đề gì đó chúng ta thuyết minh này, chúng ta đưa kiến thức cho người đọc, người nghe, chúng ta phải lồng ghép ở đó yếu tố hấp dẫn. Bởi vì nếu không hấp dẫn, người đọc, người nghe sẽ không chú ý. Và như vậy, tính hấp dẫn là gì các em? Một cái sự lôi cuốn nào đó tạo hứng thú cho người đọc và người nghe. Khi chúng ta thu hút được, chúng ta tạo cho người đọc hứng thú thì việc tiếp nhận thông tin sẽ dễ dàng hơn. Và như vậy, khi người đọc và người nghe thưởng thức được tác phẩm của mình, khi đó văn thuyết minh của chúng ta làm ra mới có được cái giá trị. Và ở đây cũng giống như yếu tố chuẩn xác, yếu tố hấp dẫn cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu như thiếu tính hấp dẫn, văn bản thuyết minh của các em sẽ không đạt được cái như mình mong muốn, và cái tính mà thuyết phục, cái tính mà tương tác với người đọc và người nghe cũng sẽ không đạt hiệu quả cao. Thế thì làm cách nào để chúng ta có được cái tính hấp dẫn? Thứ nhất, chúng ta phải đưa ra những chi tiết cụ thể, sinh động. Thứ hai, các em có thể sử dụng biện pháp so sánh. So sánh ở đây để làm gì? Để làm nổi bật cái vấn đề mà chúng ta thuyết minh. Thứ ba, các em có thể kết hợp nhiều kiểu câu, không đơn giản là câu đơn, không đơn giản chỉ là những câu phức. Ở đó có câu cảm thán này, có những câu hỏi, đúng không nào? Rồi, bên cạnh đó các em có thể kết hợp nhiều loại kiến thức khác nhau. Khi chúng ta thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo, không đơn giản là chúng ta chỉ viết những câu văn miêu tả. Chúng ta cần làm gì nữa các em? Kiến thức lịch sử này, kiến thức địa lý. Cô ví dụ nhé. Khi chúng ta thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo, nếu như một văn bản thông thường thiếu tính hấp dẫn, thì các em sẽ nói gì? Bình Ngô Đại Cáo ra đời vào cuối năm 1427, đầu năm 1428, được viết bởi Nguyễn Trãi. Nhưng khi các em làm cho nó hấp dẫn hơn, thì các em sẽ viết như sau. Cuối năm 1427, đầu năm 1428, Vương Thông đã thất thế và cố thủ thành Đông Quan. Lúc bấy giờ, 15 vạn viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạnh đang cố gắng để mà giúp sức cho Vương Thông. Tuy nhiên, 15 vạn quân viện binh này đã bị nghĩa quân Lam Sơn chặn đánh. Từ đó, Vương Thông đã xin hàng và chúng ta đã toàn thắng. Như vậy có phải rằng là tác phẩm của chúng ta được giới thiệu một cách hấp dẫn và sinh động hơn đúng không nào? Rồi sau đó chúng ta sẽ nêu tiếp là thừa lệnh của Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô Đại Cáo như mục đích là bố cáo đến toàn dân thiên hạ cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn đã toàn thắng, chúng ta đã được độc lập, tự do.
Như vậy, văn bản thuyết minh sẽ trở nên hấp dẫn và lôi cuốn người đọc, người nghe hơn. Ở đây, cô có một ví dụ minh họa như các em nhìn thấy. Một bạn học sinh khi thuyết minh về địa đạo Củ Chi, bạn đã nói gì? Bằng những công cụ thô sơ như một điều kỳ diệu từ ông Mục và bà Tiên ban tặng, nhân dân Củ Chi đã làm nên một kỳ quan chiến đấu có 102, rồi lại là thành một huyền thoại của thế kỷ 20. Đường đi thì dài tựa như vạn lý trường thành, mang chiều sâu của lòng quyết tâm căm thù. Ở đây, người viết đã cố gắng để tạo nên tính hấp dẫn cho văn bản thuyết minh. Tuy nhiên, người viết đã quên rằng trước khi tạo được tính hấp dẫn, chúng ta phải đảm bảo tính chính xác. Và ở đây, toàn bộ thông tin đưa ra đều không có con số cụ thể, không có những dẫn chứng khoa học. Như vậy, ở đây chúng ta suy ra một điều là muốn có tính hấp dẫn, càng phải có tính chuẩn xác. Từ tính chuẩn xác sẽ tạo nên tính hấp dẫn. Như vậy, trong một văn bản thuyết minh, tính hấp dẫn và tính chuẩn xác phải có sự tương tác và hòa quyện cùng với nhau. Một trong hai yếu tố này mất đi sẽ làm nên cái văn bản thuyết minh không có giá trị. Như vậy, cô và các em đã cùng tìm hiểu về tính chuẩn xác cũng như là tính hấp dẫn trong văn bản thuyết minh và làm cách nào để kết hợp tính chuẩn xác cũng như là tính hấp dẫn. Cô hy vọng rằng với bài học này, các em sẽ có những văn bản thuyết minh vừa đảm bảo tính khách quan khoa học nhưng đồng thời cũng hấp dẫn và thu hút được người đọc và người nghe. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở những bài học của Siêu Trí Nhớ Học Đường nhé. Xin chào.